Từ đại ngàn bao la, mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Thái Nguyên khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp để phát triển cây chè. Mang trong mình tâm huyết với chè hữu cơ, ST Group đã không ngừng phát triển và cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng với nhiều phân khúc khác nhau. Và dòng sản phẩm trà hòa tan LC1 là một trong những dòng sản phẩm nổi bật của ST Group với đầy đủ các vị matcha letter, dâu tây, yến mạch và khoai môn. Vâng, chúng tôi đưa dòng sản phẩm trà sữa hòa tan với 4 hương vị. Thứ nhất là trà sữa hòa tan matcha letter, thứ hai là trà khoai môn, thứ ba là dòng trà yến mạch. Thứ tư là dòng trà sữa hòa tan dâu tây. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đưa ra thêm những cái sản phẩm đóng ở dạng cốc và khá là tiện lợi. Với tiêu chí sạch, an toàn và đảm bảo, đặc biệt là đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng, trà hòa tan LC1 của ST Group hứa hẹn sẽ là một sản phẩm đột phá trên thị trường trà hòa tan Việt Nam. Có lợi thế vùng nguyên liệu lớn để chăm sóc một cách nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế iFarm, nguồn chè hữu cơ của ST Group luôn đáp ứng được yêu cầu để sản xuất ra bộ matcha hữu cơ ST, một thành phần không thể thiếu được trong mỗi sản phẩm trà hòa tan LC1. Hữu cơ trên từng công đoạn chăm sóc và chế biến, các cây chè của ST Group luôn được lựa chọn một cách nghiêm ngặt và kỹ lưỡng, từ khâu chọn giống, nghiên cứu đất đai cho đến nguồn nước tưới tiêu, chăm sóc sâu bệnh và sau đó là thu hoạch, hái, rửa và nghiền thành bột matcha hữu cơ NT để sản xuất ra sản phẩm trà hòa tan LC1. Sau khi nghiền thành bột, nguyên liệu sẽ được chuyển vào máy trộn với định lượng có sẵn, tạo ra hỗn hợp bột trà hòa tan để phục vụ khâu đóng gói. Sử dụng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, hệ thống dây chuyền đóng gói của sản phẩm trà hòa tan LC1 của NT Group luôn đạt chuẩn chất lượng cho mọi sản phẩm đầu ra. Không chỉ có vậy, với hệ thống máy đóng gói tự động, máy đóng gói chụp vít nhiều line theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, kết hợp cùng với hệ thống máy móc sử dụng PLC, màn hình cảm ứng công nghệ cao đã giúp ST Group có thể chuẩn hóa được từng bước trong cả quy trình sản xuất. Sản phẩm LC1 chúng tôi có hai điểm khác biệt lớn. Thứ nhất là công nghệ đóng gói, thì sản phẩm này đã được cải tiến. Các cái mép viền này khá là thẩm mỹ, bắt mắt. Vấn đề thứ hai nữa là trong mỗi một hộp trà LC1 này thì chúng tôi đều có kèm, tặng kèm theo thạch dừa, là một loại topping rất là phổ biến cũng như là ngon bổ dưỡng trong mỗi một cốc trà sữa. Bên cạnh đó thì sản phẩm cốc thì chúng tôi cũng có bổ sung thêm hạt đậu đỏ, cũng là một trong những cái topping cũng rất là phổ biến trong cái ngành trà sữa. Ngoài ra, với hệ thống servo, khí động trong dây chuyền sản xuất sẽ giúp cho mỗi túi trà hòa tan LC1 sau khi được đóng gói luôn có độ chính xác cao. Quy trình tự động hóa khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm của ST Group đều được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và chứng nhận ISO 22000. Đặc biệt, với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, ST Group có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của thị trường về sản xuất trà hòa tan LC1 với công suất lên tới 40.000 sản phẩm mỗi ca. Định hướng cho nhãn hàng LC1 trong thời gian tới thì chúng tôi cũng coi đây là một sản phẩm chủ lực của tập đoàn NT. Sản phẩm LC1 này sẽ được phủ kín lên thị trường. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phát triển đẩy mạnh cái nhãn hàng này để đưa tới cho người tiêu dùng những cái sự thưởng thức từng cốc trà sữa thơm ngon cũng như các sản phẩm trà khác của NT Group. Nhân dịp ra mắt sản phẩm trà hòa tan LC1, NT Group dành nhiều chương trình khuyến mại cho khách hàng. Hãy nhanh tay truy cập website www.ntsurf.vn hoặc liên hệ tới các siêu thị, cửa hàng tạp hóa gần nhất để mua hàng và hưởng ưu đãi. Hotline 0902 247 444.